Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 năm Canh Dần, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010, nhân khóa tu một ngày, ban tổ chức tiếp tục tổ chức chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 6 đến chứng minh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Quán, trụ trì chùa Diên Quang và cũng là người trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa quý vị, đến tham gia và trao đổi trong ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà khoa học, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã sẽ chia sẻ cùng toàn thể đại chúng trong ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi vào chương trình thì chúng tôi có đôi nét giới thiệu về nhà khoa học, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã. Kính thưa quý vị, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1949, và một phước duyên là nhà ngoại cảm cũng quê hương đất tổ ở Bắc Ninh của chúng ta đây. Hiện tại nhà ngoại cảm đang công tác và tư vấn đầu tư cho một công ty IMC và chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Nam Hy Mã Lạp Sơn. Và những năm gần đây, phong trào và tầm ảnh hưởng của việc tìm mộ liệt sĩ thông qua những nhà ngoại cảm này rất là lớn, và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã cũng là một trong những người có đóng góp rất lớn cho công tác tìm mộ liệt sĩ của Việt Nam chúng ta. Và trải qua khoảng thời gian nhà ngoại cảm làm việc thì ước tính tới bây giờ thì có từ khoảng 7 đến 8 ngàn ngôi mộ do chính nhà ngoại cảm đã hỗ trợ tìm kiếm cho các liệt sĩ của Việt Nam chúng ta. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn hỏi nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, đó là từ khi nào nhà ngoại cảm tiếp xúc và biết được cái khả năng ngoại cảm của mình, và thêm một cái nhân duyên nào đó mà nhà ngoại cảm đến với công việc này. Xin một lần nữa đại chúng cho một tràng pháo tay để đến với câu trả lời của nhà ngoại cảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay mới có duyên lành gì mà tôi được một cái phước lớn là được đến chùa của thầy và đến được với đạo tràng tu một ngày ở ngay chính quê hương của tôi. Mà từ mười mấy năm qua thì có lẽ tôi chỉ về quê cũng được khoảng cỡ cũng 7-8 lần thôi. Tôi là người mới sanh ở trong Nam, nhưng mà cũng có một cái nhân duyên là cũng được tiếp cận với tâm linh. Thì phải nói là hôm nay tôi cũng hết sức là xúc động, cũng rất là bồi hồi. Thứ nhất là trước một cái đạo tràng rất là trang nghiêm, và đồng thời bồi hồi khi mà trở về quê hương. Thành ra trong quá trình mà chia sẻ những cái về vấn đề tâm linh, có cái điều gì mà nó chưa có được hài lòng, chưa còn sơ xuất, thì cũng mong các thầy cũng như là quý vị bà con cô bác thì cũng cảm thông từ bi hỷ xả cho tôi. Cái câu hỏi thứ nhất ấy, mà thầy có đặt cho tôi đó, thì có thể tôi cũng nói ngắn gọn như thế này thôi. Thế là khoảng năm 1997 thì chính tôi là người đi tìm mộ cho bố vợ của tôi ở trên đường Trường Sơn, thì cũng đi ra Bắc ấy, rồi nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên vẽ bản đồ và đi tìm mộ ở đường Trường Sơn. Thì bố vợ tôi thì cũng là một tử tù hồi xưa ở Côn Đảo. Khi mà gần giải phóng á, thì nó thả ra vào khoảng năm 73, thì do bị bệnh hoạn rất nhiều mới trên đường đi ra Bắc để chữa bệnh ấy, thì mất ở đường Trường Sơn. Thì đó là một cái nhân duyên đầu tiên là chúng tôi đi tìm mộ, tham gia đi tìm mộ. Rồi sau khi đi tìm mộ rồi á, khi về thành phố Hồ Chí Minh ấy,
thì có nhiều gia đình khác, ví dụ gia đình của ông Trần Quốc Thảo, Đoàn Văn Bơ đó, thì cũng có nhờ tôi á, đi để phụ kiếm, đi phụ để tìm những ngôi mộ mà do anh Nguyễn Văn Liên ảnh vẽ bản đồ. Thì sau một vài lần như vậy đấy, thì có một số những cái nhà tâm linh khác ở trong Nam cũng như là ở ngoài Bắc thì có cảm nhận với cho tôi rằng là tôi cũng có một cái tiềm năng, có một cái khả năng để mà làm về cái vấn đề này. Thì sau thời gian như thế thì tôi cũng rất là nhát, rất là lo lắng về cái chuyện nghi ngờ về chính bản thân mình có thể có khả năng làm cái này hay không, là luôn luôn là không muốn làm. Không muốn làm, không chỉ sợ bà con cô bác á tìm không ra rồi tốn tiền, tốn bạc, tốn công nữa. Cái đó là làm cho tâm trạng tôi là lo lắng và sợ hãi nhất. Nhưng mà sau nhiều lần nhiều người cứ động viên mình cứ làm đi. Rồi tôi cũng làm thử, cũng làm thử một số ngôi mộ đầu tiên. Thì sao không hiểu, tôi bản thân mình cũng không hiểu tại sao khi mình nói là nó đúng. Khi mà mình người ta hỏi, rồi mình vẽ bản đồ, rồi mình ngay cả khi người ta đi tìm, người ta hỏi mình trả lời, là người ta cũng cảm thấy mà nó đúng, tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Tôi thí dụ như là khi mà cái ngôi mộ mà đầu tiên những ngôi mộ đầu tiên này có cái ngôi mộ của ông Trần Khai Nguyên thì cái người vợ của ông Trần Khai Nguyên khi mà tôi vẽ bản đồ, thậm chí tôi vẽ nó tới cái đề xi mét này, tôi nói nó hai cái đường thẳng góc với nhau, một bên là 27m5, một bên là 43m7 nha. Thì hai thẳng góc với nhau thì hai cái đường thẳng góc đó chính là cái chỗ cái có cái mộ ở đấy. Mà ở mộ ở đây đấy thì có khoảng 5 cái hoa màu vàng, rồi hai cái mảnh sần hoa văn màu xanh. Khi tôi nói như thế không, tôi cũng rất là lo lắng và sợ hãi, là không biết họ có làm đúng như thế hay không, tới đó có gặp như không. Mà tôi không ngờ khi mà bà Trần Khai Nguyên mà đi vô cái công viên Lê Thị Riêng ấy, hồi xưa nó là một khu mộ mã không à, thì họ đo y như thế, họ đo giống như thế, họ nói chính xác tới đề xi mét như vậy, họ nói. Và tới đó thì khi mà hai cái đường thẳng góc mà nó thẳng như vậy thì rõ ràng cũng thấy cái hiện tượng như vậy, thấy có 5 cái hoa vàng hay là 2 cái mảnh sành. Mà thậm chí hình như lúc đó tôi còn nói luôn là nếu mà trường hợp như mà chưa có rõ ràng thì khoảng một lát sau thì sẽ có con chó màu nâu nó sẽ chạy tới, nó xác định cái ngôi mộ đấy. Thì rõ ràng cái khoảng một thời gian lát sau thì có con chó đâu nó chạy tới, nó làm như thế. Bản thân tôi cũng hết sức là ngạc nhiên. Sau khi làm thử một số ngôi mộ tôi mới mạnh dạn tôi làm, chứ ban đầu cũng rất là ái ngại, rất là lo lắng, sợ hãi luôn nữa. Dạ, cảm ơn Phán Nguyễn Văn Bảy. Thì quý vị biết là nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đã có khả năng này từ năm 1997, trong những lần tìm mộ cho gia đình, rồi phụ tìm mộ của những người thân hoặc là bạn bè của mình, và từ đó phát hiện ra khả năng của mình. Và trải qua khoảng thời gian, theo như chúng tôi được biết là khoảng 12 năm trời, thì những ngôi mộ mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã tìm được là từ khoảng 7-8 ngàn ngôi mộ. Thì đây quả thực là một đóng góp rất là lớn cho những người dân Việt Nam chúng ta. Và kính thưa bác, có nhiều người người ta quan niệm rằng chết là hết. Người ta quan niệm rằng chết là hết, nên đôi lúc sống buông thả, không biết tội lỗi nhân quả nghiệp báo. Vậy đứng về phương diện là một nhà khoa học, cũng là một nhà ngoại cảm, thì bác quan niệm và lý giải về vấn đề này như thế nào, thì bác có thể chia sẻ cho Phật tử ở đây được rõ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì với cái câu hỏi này á, thì tôi cũng tiếp nối luôn là cái câu hỏi thứ nhất. Thì chỉ cần sau 1 năm với 2 năm tìm mộ á, thì
Thì thực chất tôi rút ra được ngay cái kết luận như thế này. Tức là thực chất của tìm mộ là để giải quyết cái vấn đề như thầy mới đặt câu hỏi đấy. Tức là chết không có hết. Để giải quyết cho loài người biết rằng chết không có hết. Mà quan trọng nhất là khi mà mình qua đời bỏ cái thân xác này là cái thần thức, cái vong hồn đi về đâu, cái đó mới là quan trọng. Và chứ không phải là ban đầu thì tôi cứ nghĩ rằng đi tìm mộ là mình tìm mãi, nhưng khi mà rút ra một cái kết luận đó đó thì tôi mới thấy là mình thấy nó rất là thú vị, rất là thú vị nha. Và thậm chí cái số lượng mà vong hồn mà mình tìm, các hài cốt mà mình tìm ấy, phải nói là đa số là các liệt sĩ, rồi kể cả các người, các gia đình mà có những cái chết lạc mồ lạc mã thì mình cũng tham gia, cái chết nào cũng đau khổ cả, là mình đều có tham gia. Thành ra khi sau này khi tôi chuyển qua cái giai đoạn, tức là ban đầu thì vẽ bản đồ, sau đó tôi có phát tâm làm sao cho bà con cô bác không cần phải gặp tôi nữa, để mà khỏi phải tốn công đi đến gặp tôi. Thì cũng có cái tín hiệu là cứ tìm qua điện thoại, tìm qua điện thoại. Rồi sau đó nữa có một may mắn là mình cũng gặp được Phật Pháp. Khoảng 2 năm sau thì tôi gặp được Phật Pháp như thế. Thì phải nói là rất 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 là hạnh phúc. Và khi mà hướng dẫn cho bà con cô bác là niệm Phật và ăn chay thì phải nói là nhiều gia đình họ tìm mộ nó cũng nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà đồng thời thì tất cả những ngôi mộ mà tôi tìm được gần như là đặt vấn đề với tôi là ồ mà tại sao hồi đó anh không hướng dẫn gia đình tôi ăn chay niệm Phật, mà tại sao lại cứ tìm hài cốt của tôi đem về cái khu mã như thế để cho tôi hết sức là đau khổ. Bây giờ là tôi thấy chỗ đó nó rất là u ám, rất là buồn, và tôi cũng bỏ cái thân xác ở đó, tôi bỏ cái hài cốt ở đó và tôi đi vào rừng trở lại, bởi vì trong đó nó mát mẻ, nó vui hơn. Thành ra hồi đó mình làm ở đó, nhưng mà bây giờ giống như là họ than, họ trách với mình là tại sao không hướng dẫn cho gia đình người ta ăn chay niệm Phật để tôi được giải thoát, thoát ra khỏi, không có bám víu, không có luyến tiếc vào cái hài cốt nữa. Thì tôi cũng trả lời lại, tôi mới nói như thế này, tôi nói tại sao hồi xưa là gia đình khi mà nhờ tôi tìm thì tôi thấy các vong hồn, tôi thấy như dùng chữ quý vị không à, tôi thấy quý vị cũng hài lòng, cũng vui lắm mà tại sao bây giờ lại giống như là biểu tình rồi phản đối. Thành ra họ cũng giống như họ biểu tình, họ nói như vậy. Tôi nói hồi xưa tôi thấy quý vị làm, tôi thấy quý vị cũng vui vui vẻ hài lòng, mà sao bây giờ như vậy. Nhưng mà không sao, bởi vì hồi đó tôi không có tu, tôi không có biết Phật Pháp là gì cả, tôi không biết gì cả. Nhưng mà may mắn tôi gặp Phật Pháp nha, tôi thấy cái tín hiệu này là nó tốt hơn rất là nhiều. Thành ra tôi có hướng dẫn gia đình người ta như thế. Và riêng tôi á, tôi suy nghĩ á, là các vong hồn, tôi nói với quý vị á, tôi nói với quý vị là các vong hồn á, tôi á, thì tôi cũng cầu nguyện cho gia đình quý vị, gia tộc quý vị cũng gặp được chánh pháp, gặp được chánh pháp. Và bản thân tôi cũng có trách nhiệm tiếp tục cầu nguyện cho quý vị á, được siêu thoát. Tôi tại vì mấy năm trước tôi lỡ rồi, tôi cũng làm cái chuyện này, nhưng khi tôi biết Phật Pháp rồi, cái phao cứu rồi, thì tôi thấy vấn đề là giải thoát, vấn đề siêu thoát nó mới là vấn đề quan trọng hàng đầu, quan trọng bậc nhất. Thành ra tôi cũng cầu nguyện cho quý vị để giải quyết một vấn đề rất là mấu chốt cho loài người, chứ không phải Việt Nam không đâu, là chết không có hết. Thành ra quý vị tuyệt vời. Lúc đó khi mà tôi trả lời thế, thấy một cả những cái vần ánh sáng nó bay lên vậy đó. Nó bay lên giống như là được thăng hoa vậy đó. Ban đầu họ phàn nàn, họ nói tôi, nhưng khi mình nhận định, mình đánh giá cao họ đó, thì họ nói phải nói là họ, cái niềm vui của họ nó mình tôi cảm nhận được là họ mừng lắm. Những ánh sáng nhỏ nó bay lên. Dạ, kính thưa quý vị, như bác Nguyễn Văn Nhã vừa nói thì khẳng định một điều rằng với quý vị, chết không phải là hết, mà chúng ta chỉ chuyển từ dạng này sang dạng tâm thức khác mà thôi. Nếu quý vị tạo nghiệp thiện
thì quý vị sẽ đầu thai về cảnh giới an lành. Nếu quý vị gây tạo những nghiệp ác, nhân xấu thì đương nhiên quý vị phải bị đọa và chết. Không phải là hết, mà chết chúng ta sẽ đi theo nghiệp quả của chúng ta gây tạo. Chính vì vậy, kính thưa bác, hiện nay đó, do ảnh hưởng tư tưởng văn hóa và phong tục của người xưa, mà nói rõ hơn ở đây là phong tục ảnh hưởng của Trung Quốc, nên đa phần có nhiều người nghĩ rằng trần sao âm vậy, hay nói rõ hơn là dương sao thì âm vậy. Nên có những lúc khi sống người ta nghĩ rằng là cần gì thì người chết cũng muốn như vậy. Chính vì vậy dẫn đến những tình trạng và hoặc là những cái nghi lễ cúng kiến hủ tục rất là lãng phí, mà đặc biệt bây giờ là vấn đề đốt vàng mã. Thì vấn đề này rất là dễ dẫn người ta đến cái tình trạng là mê tín dị đoan. Vậy thưa bác, theo bác là những cái người có khả năng tiếp cận với những thế giới khác, thì bác có thể chia sẻ về vấn đề đốt vàng mã của người dương cho người âm, hoặc là người âm có thể nhận được những đồ này hay không, và cái việc cúng kiến đốt vàng mã lãng phí như vậy có bị ảnh hưởng gì đến cho những người thân của mình sau khi chết hay không. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay để đến với phần trả lời của bác. Thì trước khi trả lời câu hỏi này thì xin bà con cô bác cho tôi hỏi lại một câu. Hiện nay với số đạo tràng ở đây, các cô, các bác, quý đạo hữu ở đây, là hiện nay ai còn đốt vàng mã giơ tay lên? Xin thưa tất cả các đạo hữu, tất cả quý vị, cô bác, thiệt ra cái tâm trạng này cũng là tâm trạng của chính tôi rồi. Gia đình tôi cũng thế thôi. Gia đình tôi phải nói hồi đó thì cũng nói là rất ít đốt vàng mã. Nhưng mà thấy bà con, cô bác đốt mình không đốt, mình chịu không có nổi. Thấy người ta đốt 10 bộ thì mình cũng ráng đốt một bộ. Rồi thấy người ta đốt một chồng cái vàng mã như thế, mình thôi cũng ráng làm một tép nhỏ nhỏ. Cũng phải đốt một cái cho nó chắc ăn, không biết có vấn đề gì hay không. Lúc mà tôi không biết gì về Phật Pháp á. Nhưng mà khi sau này á, khi mà mình thực hành tâm linh rồi tìm mộ, tôi kể cho quý vị nghe cái này là mình biết như này. Hồi đó khi tìm một ngôi mộ xong á, là tôi hay nói rồi xong ngôi mộ rồi, bà con cô bác hãy luộc một con gà, nấu 12 chén cháo, đưa vô cái nghĩa trang để mà làm cái lễ á. Thì tôi cũng thấy cái phong hồn nó cũng vui lắm. Mỗi lần mà qua điện thoại thôi mà tôi cũng thấy còn vui. Lúc họ tới nghĩa trang tôi nói làm như là làm, mặc dù cách cả mấy trăm cây số, cả ngàn cây số, thì tôi vẫn thấy giống như ngày trước mắt mình vậy đó. Thấy họ hài lòng, họ vui lắm. Như thế. Nhưng mà một thời gian sau, vài tháng sau thì giống như có cái tín hiệu là tôi phải làm cái khác chứ không làm như thế nữa. Là có lần nó bắt tôi là phải ăn chay 3 ngày. Vô đó niệm Phật 21 lần Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó tôi không biết gì Phật Pháp gì trơn mà rất sợ ăn chay. Rất sợ ăn chay. Đi vào đó. Rồi những lần thứ hai là ăn 7 ngày. Phải ăn 7 ngày. Rồi vô đó niệm 100 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tượng trưng cho 100 họ. Chứ không phải là một cái gia đình đó không. Khi đi vào nghĩa trang là phải làm như vậy. Trời ơi tôi lo dữ lắm. Rất là lo. Tôi nói tôi rất sợ ăn chay mà kêu tôi ăn 7 ngày tôi ráng. Mà ăn tới 6 ngày rưỡi rồi cứ đếm cái giờ, không biết gần hết 7 ngày chưa để qua ăn tô phở. Tôi nhớ rồi, đúng không? Tôi ở ngoài Bắc đây này. Tôi mê cái tô phở Hà Nội dữ lắm, mà ráng cho nó xong để mà ăn. Mà thường tôi hay bị vi phạm đó. Còn khoảng 2 tiếng đồng hồ là hết 7 ngày là luôn luôn là làm trước 2 tiếng. Trước 2 tiếng và sau. Sau nó sám hối dữ lắm, nói trời ơi làm không có nổi. Còn có 2 tiếng đó mà chờ cũng không nổi nữa. Rồi khoái cái thích cái dĩa gì đó, gà ốp la, hột gà ốp la ăn với bánh mì. Trời ơi mấy ngày. Nhưng mà có một cái điều thú vị như này này. Khi mà tôi vào nghĩa trang á, cái ngày đó mà tôi ăn chay rồi tôi tới tượng đài á, tôi niệm Phật 100 tiếng, tôi chấp hành dữ lắm. Bởi vì tôi không làm, nhưng mà vì tất cả các chúng sanh á, vì các liệt sĩ thì tôi làm.
Tôi đúng là tôi cũng thành tâm tôi niệm đúng 100 tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không phải một mình tôi thấy đâu, lúc đó những nhà mà ngoại cảm quanh tôi, hồi đó lúc đó tụi tôi có tới cả 7-8 nhà ngoại cảm, lúc đó tôi xây dựng thêm, nó phát triển ra thêm, để họ đi, họ nói trời ơi, tôi nói mỗi ngôi mộ là đều thấy một cái vong hồn ngồi rất là an lạc, giống như ngồi thiền, an lạc rồi hai tay, rồi có người thì chấp tay, có người thì để hai tay lên đùi, như thế, đó. Họ báo với tôi nói trời ơi đông lắm, họ vui mà họ an lạc dữ lắm. Trời ơi tôi cũng mà chính mình thấy mình không tin vào mắt mình ha, rồi tất cả như vậy. Qua cái đó trời tôi mới ngộ ra một điều như thế, à thì ra cái món ăn ngon nhất không phải là con gà na, không phải là 12 chén cháo, mà cái món ăn ngon nhất đó là lòng yêu thương, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Trời rút ra cái kết luận của tôi mừng lắm ha, tôi rất là mừng. Cái nhà đẹp nhất chắc cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Món ăn ngon nhất cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Quần áo mà đẹp nhất cũng là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Rút ra cái đó tụi tôi mừng lắm. Tôi nói hồi đây là cái đáp số, chứ không phải là cái kia. Cái kia vui nhưng mà thấy vui có một người, có một cái vong hồn họ vui thôi. Nhưng khi mình vô mình làm cái đó, cả tất cả luôn. Tôi nói thiệt với quý vị, khi làm vậy đó, ở ngoài hàng rào nghĩa trang á, nhiều lính cũng có mặt nhưng mà không dám vô, giống như mặc dù mình cố mình mời nhưng mà họ thấy hạnh phúc quá, họ cũng muốn vô nhưng mà họ nói trời ơi họ cũng mong làm sao cũng được tặng cái món quà tuyệt vời này. Thành ra quý vị hôm nay là cái đầu tràng niệm Phật mà niệm tới cả ngày lại một ngày tu Phật tất là ra tu để chắc không biết chắc giúp cả không những là hàng ngàn hàng trăm ngàn, chắc giúp cả hàng triệu chúng sanh. Hôm nay là các quý vị là ban phát không biết là có một món quà quá tuyệt vời cho rất nhiều muôn loài. Không phải khi nói tới chúng sanh không nghĩ chỉ có là vong hồn của người không đâu. Tất cả các loài kể cả côn trùng nữa mừng lắm. Đó là ra khi mà trời Phật đã dạy cho tôi như thế đó thì tôi mới nói như thế này: "Ồ, nếu mà quý vị á mà vui cỡ này á thì tôi sẵn sàng tôi ăn chay." Bắt đầu tôi sợ ăn chay. Tôi sẵn sàng là niệm Phật, niệm Phật không mệt mỏi. Thế sau đó thì tôi thấy mình ăn chay thấy dễ dàng hơn. Không biết là từ lúc đó trở đi mà mình ăn chay không có sợ hãi nữa. Ăn chay thấy nó ngon lành, thấy nó tốt hơn. Cũng báo tin vui cho quý vị là sau đó thì khoảng cỡ vài tháng sau là gia đình tôi với bà xã tôi là ăn chay trường luôn. Thưa bác, thì ở đây mình nói rõ hơn một chút ở cái vấn đề là hiện tại và đa phần những người thân như hồi nãy bác có hỏi là Phật tử đây, chúng tôi thấy cũng là 50% là vẫn còn đốt vàng mã. Vậy thì cái việc đốt vàng mã này nó có thiết thực hay không? Và nó có đem lại sự giải thoát cho người thân hay không? Và bác có một cái lời cho tất cả mọi người ở đây biết hơn và có cái lòng tin hơn nên Phật pháp thông qua cái việc đốt vàng mã này. Thì bác có thể chia sẻ cụ thể hơn một phần cho Phật tử được rõ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Đúng là còn mắc nợ cái chỗ đó. Mặc dù cái giải hồi nãy thật ra cũng giải một phần rồi, nhưng mà còn mắc nợ cái câu hồi nãy của thầy. Thì xin trả nợ cái món này như thế này. Tôi có một cái câu chuyện để mà tôi kể lại cái này. Khi mà tôi biết về Phật pháp rồi đó, thì bắt đầu từ đó tôi thấy mình hồi đó giờ mình làm những cái việc không có đúng. Khi mà hồi xưa tôi về cái khu mộ của gia tiên tôi, ông bà tôi nằm ở cái khu mộ ở làng Nội Duệ, vẫn còn ông nội, bà nội, rồi ông cố, ông sơ vẫn còn ở đó. Thành ra tôi mới nghĩ lại, tôi nói, ồ, nếu mà như vậy thì hồi đó giờ mình làm trật lất, nó không có đúng, phải không? Thậm chí là làm, nếu nói cách nào, nếu biết Phật pháp rồi mà còn làm như thế là rất là bất hiếu. Là tại sao? Lại tại ba cái đồ như là vàng mã, rồi quần áo, rồi kể cả xe cộ, nếu mà ai có đốt á thì cũng là đồ âm phủ không mà. Nó là đồ âm phủ thì vô tình mình làm như thế đó, mình nói ông bà ơi, ông bà ở âm phủ 1000 năm giùm con nhé, hay là mấy trăm năm giùm con nhé. Trời ơi, mình làm cái chuyện hết sức là lạ lùng như thế. Mình đốt đồ âm phủ thì giả sử có nhận được thì cũng là ở âm phủ muôn năm, như thế là tội lỗi không? Quá tội lỗi. Trong khi có các cõi thần, cõi thánh, cõi trời, cõi Phật thì mình không đưa về đâu.
mà cứ ra rồi đắp nhang ông bà là đốt vàng mã ở đó. Anh nói cái này khi mà tôi về khu mộ khu mã đó là tôi phải nói lại. Tôi về giống như nói chuyện vậy đó. Tôi nói ông bà ơi, nhiều năm qua con làm nhiều cái chuyện hết sức là tội lỗi, con không có biết. Thậm chí con biết là và hàng chục năm qua đó, khi còn làm đám giỗ ông bà không có về. Đấy, tại vì mình làm cái chuyện hết sức là không có đúng. Nó rất là tội lỗi sát sanh, mỗi lần làm như thế là phải giết 1-2 con gà, 3-4 con vịt như thế, rồi lại đốt vàng mã nữa. Thành ra tôi phải về, tôi xin lỗi, tôi xin sám hối trước trời Phật, trước ông bà tổ tiên, là hồi đó tới giờ con làm cái chuyện không có đúng, thôi cho con xin lỗi, tôi quỳ tôi lại. Bây giờ mỗi ngày con đều có món quà tuyệt vời là Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà ráng tin con. Tôi hay thí dụ ở trên trần gian này nè, quý vị không biết có coi trên đài là bên châu Phi ấy, những lúc mà họ bị nạn đói ấy, quý vị thấy không, những đứa trẻ nó ốm o gầy mòn, nó lòi xương ra, nó lòi mắt ra nữa, quý vị thấy nó khổ dữ không. Tôi hay thí dụ cái người âm ấy, khổ ít nhất là 100 tới 1000 lần à. Mà nói thiệt ông bà nghe tôi, ngay cả ông bà của tôi đó, những ngày tháng đó đó phải nói là trên 90% là ma không thôi. Bởi vì mình cứ mê cái mã không, mình cứ ra mã mình thắp rồi lại cho như thế, cho tiền như vậy, cho là ở thế giới như thế, khổ lắm á, khổ cực kỳ khổ luôn. Mà khổ đến mức như thế này, thậm chí có lúc đó là ông bà còn nói, hồi đó khi mà tôi niệm Phật rồi nói thôi về bàn thờ đi, lập bàn thờ để về bàn thờ nha. Và giống như là ông bà cử đại biểu vậy đó. Có lần khi mà tôi về nhà là tôi niệm Phật á, thì bắt đầu không tin tôi đâu, không tin gia đình tôi là vô ăn chay niệm Phật đâu, mà giống như cử người về coi đó là có làm thiệt hay không. Làm thiệt hay không. Và thấy rồi đó, mình bắt đầu mới về, mới rủ rê đông nè. Thành ra khi mà xong rồi thì tôi mới nói đó, ông bà không những ông bà về mà ông bà mời hết bà con cô bác trong cái làng mình á, ai mất cái ai đã mất rồi đó, về nghe con niệm Phật để con trả lại cái tội hồi xưa của con. Hồi xưa con làm nhiều cái chuyện nó không có đúng, sát sanh không biết bao nhiêu là con, rồi bây giờ là để mình báo lại, đền đáp lại cái đó bằng cách là mình làm như vậy. Ông bà mừng có lúc, quý vị biết không, khi mà tôi niệm Phật á ở nhà thì có lúc giống như cả một cái nền trời nó vang lên cái tiếng niệm Phật theo tôi vậy đó. Tôi nói trời ơi, mà dĩ nhiên cho tôi thấy 1-2 lần thôi chứ không phải là có hoài, để cho mình, để báo cho mình biết rằng anh thấy chưa, khi niệm Phật như thế đó là quá nhiều chúng sanh, kể cả chư thiên nữa. Cái lúc mà khi tôi làm Phật tôi ra ngoài tôi thấy cái nền trời nó đỏ ao rồi, thấy cực kỳ thích, đặc biệt những cái vầng mây trắng nó đẹp lắm, kể cả cầu vồng nữa. Thì cũng cho tôi biết rằng chư thiên cũng sợ hết phước lắm. Mình là thiên hạ, đây là trên trời xuống không à, thiên hạ là trên trời xuống à, cũng xài hết phước rồi lộn cổ xuống làm người thôi à, nếu mà không tu lại xuống nữa à, thành ra tất cả các khi mình niệm Phật đó là lợi lạc, không những cho ông bà tổ tiên của mình mà cho kể cả chư thiên chư thần à, và về để mà được hưởng chung với chúng ta. Theo như những gì hồi nãy giờ bác Nguyễn Văn Nhã nói đó, thì việc đốt vàng mã hoặc là có những hủ tục cúng kiến nó quá lãng phí, thì vô tình quý vị là người chôn vùi ông bà cha mẹ mình ở dưới cái mồ mả cả mấy chục năm, cả ngàn năm như vậy, mà mình muốn ông bà mình đến với cảnh giới an lành, được giải thoát, tại sao chúng ta không tìm những phương pháp mà cụ thể hơn là niệm Phật để đưa ông bà mình đến những cảnh giới an lành hơn, mà chúng ta lại dùng những vàng mã, những nào là gà vịt này kia để mình cúng, vô tình mình làm cho ông bà mình ở lâu hơn dưới đó nữa. Và cái việc cúng kiến đốt vàng mã nó ảnh hưởng không những là xấu mà còn làm cho mình và ông bà càng bị khổ sở hơn nữa. Thì đó là qua phần chia sẻ vừa rồi của bác Nguyễn Văn Nhã. Chúng tôi hỏi một điều như thế này nè, không biết là trong tất cả quý vị ở đây có người nào trong gia đình không có người mất không? Chúng tôi nghĩ là ai cũng có hết, đúng không? Nhưng mà có những người không biết là ông bà mình mất như thế nào, ở đâu và hiện tại đang làm gì. Đúng không quý vị? Vâng, thì cũng là một trong những trường hợp đó, có một Phật tử là vẫn đang là thắc mắc,
không biết là bây giờ từ hồi chiến tranh có ông bà mình bị mất, thì hiện tại là gia đình không có kiếm được, và không biết nên làm gì để cho ông bà của mình trở về cũng như là giải thoát. Thì cũng thông qua cái chương trình này đó, thì cũng xin bác Nhã chia sẻ thêm một vấn đề ở khía cạnh khác, là những gia đình hiện tại đang có những người thân trước đây trong thời chiến tranh hoặc là trong một cái dịp nào đó mà mất, không có tìm được, thì hiện tại muốn cho ông bà mình về và kiếm được cái ngôi mộ, thì chúng ta cần làm những việc gì, cần làm những việc gì để chúng ta từ từ đến được cái ông ngôi mộ của ông bà cha mẹ mình đó. Thì bác có thể hướng dẫn cái cách thức cơ bản để cho những người đó thực hành. Nam mô A Di Đà Phật. Thì qua cái câu hỏi đó đó, thì bản thân tôi cũng muốn hỏi quý vị một cái câu hỏi như thế này. Bởi vì khi mình hỏi về người thân của mình ấy, đang ở đâu, người cái vong hồn như thế nào, và đang muốn cái gì, thì mình cũng phải trả lời cho được cái câu hỏi ấy, là bản thân mình có muốn cái gì, bản thân mình muốn cái gì. Thành ra bây giờ tôi hỏi một cách chân thật rằng ấy, là quý vị sau này mình lìa bỏ cái thân xác này là mình có thích siêu thoát không, hay là mình khoái về cái cõi ông phủ, hay là mình khoái về cái cõi ma, mình dùng cái chữ là cõi ngạ quỷ, cõi ma hay là súc sanh không? Có ai thích về cõi ông phủ không? Thành ra đó, ai cũng thích ấy, là về cõi cao, đều muốn siêu thoát hết. Thành ra quý vị phải luôn luôn phải nhớ trong đầu ấy, là tôi sau này ấy, là khi tôi lìa bỏ cái thân xác này, cái thân tứ đại này ấy, là tôi phải về với Phật, tôi phải dứt khoát đi về cái cõi giới của Phật. Mình phải có cái tự tin, chứ không có nói là sắp tới là tôi phải đầu thai làm cái người giàu có hay gì, sau này chưa chắc đã gặp Phật Pháp, chưa chắc đã có một cái cơ may gặp được Phật Pháp, thấy không? Mà Đức Phật là, mà thì cái này là Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành. Ông ra nói cái câu quá tuyệt vời, tôi nói trời ơi, tại sao Đức Phật là tin quần chúng, tin chúng sanh tới như vậy, mà mình không tin mình. Có nhiều người, tôi có nhiều Phật tử là đã tu tập cũng nhiều năm rồi mà vẫn không tin mình thành Phật. Mà cái này Đức Phật quá tin mình như thế, mà không phải nói cho người nghe cũng đâu, nói cho ba cõi sáu đường nghe. Thậm chí mình nếu có con chó, con mèo cũng nói cho nghe, tương lai mày sẽ thành Phật. Chứ đâu phải nói cho người không đâu. Thành ra đó Đức Phật quá tin mình, mà tin thực sự, mà hoàn toàn có khả năng. Thành ra mình là phải về thế giới. Mà mình về đâu đó, thì chắc chắn ông bà về đó thôi. Bởi vì cũng may là khoa học đã chứng minh rồi. Tức là ADN cũng là thân này, gen cũng là đây. Muốn thử ông A bà B có đúng là con của ông nội, ông cố, ông sơi không, người ta chỉ cần thử máu, thử tóc, thử da thịt là người ta biết người này là con cái của ông cố, ông sơ, đúng không? Thì rõ ràng mình đi đâu là toàn bộ mình là quyến thuộc không à. Mình chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ông Nhã thì chắc ông mình Nhã, thì ông Nhã trong đó có quá nhiều quyến thuộc ở đây. Rồi mình ăn không biết bao nhiêu con trong đây, máu mủ của không biết bao nhiêu con cũng là quyến thuộc của nó thôi. Phải không? Thành ra đâu có cần phải đi phải đi đâu xa. Nếu mà mình hướng về đâu thì cứu không biết bao nhiêu là ông bà tổ tiên của mình. Nha, mà còn mình cứ mãi mê là tôi phải đốt vàng mã đâu nghe, thì tương lai dù có niệm Phật cách mấy thì cũng về cõi âm phủ thôi. Thành ra miệng mình niệm Phật là lúc nào cũng phải bám Đức Phật thôi. Nha, cái miệng niệm Phật mà cứ còn cái ngày tới tháng mình cứ đốt vàng mã là khó, Đức Phật kéo cũng không nổi nữa. Kéo không có nổi, tại cái nặng mình nặng lắm, thân tâm rất là nặng. Thành ra mình cứ tuyệt đối phải tin, có niềm tin và có lòng thành. Khi niệm Phật là con về thế giới đại từ đại bi thôi. Nhưng mà cái chỗ này, cái bí quyết ở chỗ này nè, là mình về mình niệm Phật là phải cùng với tần số và cùng với cái sóng, nói về khoa học á, giống như alo alo á. Thì phải đúng với cái số điện thoại đó chứ. Phải đúng số điện thoại đó thì người ta mới nghe chứ. Chứ bây giờ alo alo mà nó một á, là mình lộn số. Điện số này mà nó qua cái số khác. Thứ hai á, là nó chập chờn. Cái alo alo mình nghe khọt khẹt không, là nghe không có được, nó không phủ sóng được. Thấy không?
Thành ra cái mình muốn về được cái thế giới đại từ đại bi á, thì mình phải có cái sóng từ bi, phải có cái tần số từ bi, đúng không? Chứ còn á, bây giờ lúc tu như thế này á, thì mình mới có từ bi. Về nhà một cái là quát tháo con cái, rồi giận hờn, rồi đó là ghét bà hàng xóm này, rồi sân cái người khác, là cái tâm sân si nó lại vô, nó chiếm hết nè, nó chiếm hết cái tầng từ bi của mình nè. Thành ra cái sống nó lại yếu lại. Giờ này thì có khi nó sống nó mạnh, thì nói nó không khọt khẹt, nhưng mà về nhà bao nhiêu cái chuyện là nó rối ren, bắt đầu là đủ thứ sống nó vô á, là dù đó nằm ngoài kia thật này, toàn là gửi lộn xuống địa chỉ tham sân si cùng, nó cái lộn của cái tổng đài khác. Thành ra mình phải cố gắng, muốn có cái tần số, muốn có cái sống từ bi á, là phải nuôi dưỡng, là phải tưới tẩm, là phải chăm sóc cái lòng từ của mình, lúc nào cũng vậy, chứ không có phải là lúc ở đây á, mình tu mình mới hiền, chứ về nhà mình dữ dằn lên á, là coi mất sống rồi. Kính thưa quý vị, thì qua những phần trả lời của nhà khoa học ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, thì quý vị đã phần nào hiểu hơn về vấn đề ngoại cảm cũng như là tâm linh, và sau khi chết ông bà mình như thế nào, hủ tục đốt cúng vàng mã như thế nào, và cái việc cần yếu nhất của người con làm cho ông bà mình được siêu thoát về những cảnh giới an lạc như thế nào. Thì vừa qua bác Nguyễn Văn Nhã đã chia sẻ phần nào cho quý vị. Và để đúc kết lại vấn đề này, thì chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Quán, trưởng ban tổ chức khóa tu trụ trì chùa Diên Quang, sẽ có đôi lời nhận xét về các câu hỏi và cũng như là chia sẻ kinh nghiệm theo giáo lý nhà Phật đến với toàn thể quý vị. Một lần nữa chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Quán. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa nhà ngài cảm Nguyễn Văn Nhã cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Thì vừa rồi toàn thể đạo tràng của chúng ta đã được nghe nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã chia sẻ cho chúng ta về một số những vấn đề cũng như là những sự thắc mắc xoay quanh cuộc sống sau khi chết, thì chắc cũng đã có thể giúp cho chúng ta hiểu được một phần nào đó về cuộc sống của con người sau khi từ bỏ cõi đời này. Thì thông qua chương trình thì cũng có những câu hỏi được đặt ra cho nhà ngoại cảm, và hiện nay chúng ta thấy vẫn còn một số những người chưa có tin tưởng vào là sau khi chết còn có một kiếp sống khác nữa, và mọi người cho rằng chết là hết. Thì cái quan điểm mà cho rằng chết là hết, thì hôm nay tất cả quý Phật tử chúng ta đã được nghe nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã giải thích cho chúng ta rõ rồi. Có nghĩa là chết không phải là hết, mà chết là chúng ta chuyển từ một kiếp này sang một kiếp khác, đúng không quý vị? Và những người nào mà từ trước đến giờ có cái quan điểm cho rằng chết là hết, thì hôm nay chúng ta thấy được rằng chết không phải là hết. Cho nên những người mà có cái tư tưởng quan niệm cho rằng chết là hết, theo như chúng tôi suy nghĩ rằng đó là những người có những cái lối suy nghĩ như vậy là để bảo thủ cho mình có những cái lối sống thiếu lành mạnh, có nghĩa là không nghĩ đến nhân quả tội phước. Đấy. Có nghĩa là mình chỉ làm sao nghĩ đến một cái kiếp sống hiện tại đây thôi, chỉ lo làm sao đó đem về những cái vụ lợi cho cá nhân của mình, rồi bất chấp
bất chấp chà đạp lên những đau khổ của người khác. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những người có những quan điểm như vậy, có những suy nghĩ như vậy, mới cho rằng sau khi chết là hết. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta vừa được nghe nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã chia sẻ, có nghĩa là sau khi chết thì chúng ta vẫn chưa phải là hết, mà sau khi chết chúng ta còn có một kiếp sống khác nữa. Và qua những cái sự tiếp xúc mà nhà ngoại cảm thấy được ấy, là đa phần sau khi chúng ta chết thì chúng ta thường đi thọ một cái báo thân khác, mà cái báo thân khác thường là, như nhà ngoại cảm nói, là đi vào cảnh giới ma, thường ở trong những cảnh giới đau khổ, mà ít có người ở trong những cái cảnh giới an lạc, hạnh phúc. Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đặt ra, là tại sao sau khi chết mình lại bị đi đầu thai hay đi tái sinh vào những cái cảnh giới đau khổ như vậy. Thì qua cái câu hỏi mà thầy Tâm Từ có nêu ra cho nhà ngoại cảm là quan niệm của người sống chúng ta đây cho rằng là trần sao âm vậy. Có nghĩa rằng là khi mình sống ở cuộc sống hiện tại đây thì mình có những cái thứ đồ vật dùng như thế nào thì những người chết ở dưới đó cũng cần những cái thứ đó. Thế cho nên là khi người thân của chúng ta mất thì chúng ta lại là không làm như vậy, mà chúng ta lại làm ngược lại. Có nghĩa là ở trần chúng ta dùng đồ thật, mà khi người thân của chúng ta mất đi thì chúng ta lại toàn dùng đồ giả. Để gửi cho ai? Gửi cho ông bà thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã qua đời. Có phải không quý vị? Nếu như chúng ta nói là trần sao âm vậy thì ở trên này làm sao? Mình đi xe máy thiệt, thế tại sao mình không đốt xe máy thiệt? Đấy, đốt nhà thiệt đi để mình gửi cho ông bà mình, cho tổ tiên của mình, mà mình lại toàn đi đốt gì? Đồ mã, đúng không quý vị? Mà như nhà ngoại cảm có nói là chúng ta đốt những cái đồ vàng, đồ mã đó. Như vậy, lúc đầu thì người ta vui, nhưng mà càng đốt nhiều về sau thì người ta càng làm sao? Càng đau khổ. Có phải không quý vị? Đấy. Và một cái việc nữa đấy, là khi mà chúng ta làm dỗ cho ông bà tổ tiên của chúng ta thì thường là con cháu trong gia đình thường hay giết con này, giết con nọ rồi cúng bái ông bà tổ tiên của mình. Mình nghĩ như vậy là mình thể hiện được cái gì? Cái tâm hiếu đối với ông bà cha mẹ của chúng ta, đúng không quý vị? Thì thông qua sự trình bày cũng như là sự chia sẻ của nhà ngoại cảm thì chúng ta thấy rằng là khi mà con cháu của chúng ta đến ngày giỗ cúng tế giết con này, giết con nọ, cúng tế cho ông bà mình như vậy, như ông bà mình có thọ hưởng được không quý vị? Mà lại còn bị gì? Bị dương vương gì? Quả trách. Làm sao? Lúc sống không dạy con dạy cái, để cho đến lúc chết con, ngày đó, ngày giỗ của mình, để cho con cháu lại tạo thêm những cái gì? Những cái nghiệp ác. Như vậy là vô tình làm sao? Con cháu tạo gì? Tạo tội, mà ông bà tổ tiên của mình cũng bị vạ gì? Vạ lây. Đúng không quý vị? Thì hôm nay nhờ nhà ngoại cảm về đây chia sẻ cho chúng ta, để cho chúng ta nhận thức rõ được cái vấn đề là khi mình làm sao muốn báo hiếu cho ông bà cha mẹ của chúng ta thì mình nên làm gì? Như nhà ngoại cảm có nói quý vị, mình nên niệm Phật, đúng không? Mình làm phước, đúng không? Hướng cái tâm từ của mình đến gì? Đến ông bà tổ tiên của chúng ta. Và cầu cho ông bà tổ tiên của chúng ta gì? Được đi siêu thoát về cái cảnh giới an lành. Thì qua những cái thấy, cái biết của nhà ngoại cảm như vậy thì chúng ta đối chiếu lại với những gì Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Địa Tạng,
Có đúng không quý vị? Hoàn toàn phù hợp với kinh điển, hoàn toàn phù hợp với lời Đức Phật dạy. Đấy. Chứ không phải rằng là chúng ta thương ông bà cha mẹ của chúng ta, mình làm sao đốt nhà lầu, đốt xe hơi toàn là đồ giả hết. Mình gửi cho ông bà cha mẹ của mình nghĩ cái đó là mình thể hiện cái gì? Cái lòng hiếu thảo của mình với ông bà cha mẹ của chúng ta đã qua đời. Nhưng mà vô tình những cái gì, những cái đó là những cái để kìm hãm ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta ở trong các cái cảnh giới đau khổ như nhà ngoại cảm đã chia sẻ. Đấy. Và cái vấn đề hiện nay đấy thì là chúng tôi cũng có một cái sự thắc mắc. Hiện nay đấy, mọi người cho rằng khi người mất đấy thì con cháu làm sao xây mồ cao mà đẹp. Đấy, giống như là để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình với ông bà tổ tiên của mình. Thì khi mà mình xây mồ mả đẹp như vậy thì ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta đã qua đời thì có hoan hỷ hay không, có vui vẻ hay không? Và có những trường hợp người ta cho rằng có những ngôi mộ phát ấy, chôn đúng cái chỗ này chỗ kia thì gia đình con cháu làm ăn được tốt, được giàu sang, mọi thứ tốt đẹp ấy. Đấy, đến với con cháu trong gia đình cũng như là dòng họ thì xin nhà ngoại cảm có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này để cho các Phật tử ở đây được rõ là khi mà mình báo hiếu cho ông bà cha mẹ là mình xây những ngôi mộ to mả đẹp như vậy thì những người mất đó có vui mừng không, và có gia hộ được cho con cháu làm ăn được phát đạt hay không, thì vấn đề này xin nhà ngoại cảm có thể chia sẻ thêm một chút ít nữa cho Phật tử ngồi ở dưới trong đạo tràng đây được rõ. Xin nhà ngoại cảm hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này của một Phật tử phải nói là rất hay mà rất là cụ thể, mà hình như là nhiều người cũng có cái tâm trạng là đúng như thế, nó giống giống như vậy. Bản thân mỗi gia đình thấy gia đình khác hoặc thấy khu mộ khác người ta làm lớn hơn, người ta sơn phết nhiều hơn, thì bản thân mình cũng cố gắng phết phết một chút rồi xây lại, thì tưởng đâu cái đó là ông bà mình đã hài lòng rồi. Hoặc là lúc mà mình đang làm ăn khá hơn ha, rồi hoặc là mình đang có một cái chức vụ tốt hơn, tốt, thì cứ nghĩ rằng là do mồ mả ông bà tổ tiên và cái ngôi mộ đó là nó đang phát, không có dám rớ vô, không có ra dám là đụng vô. Mà nếu mà có đụng vô thì cũng cố làm sao mà hồi đó nó là ít làm cái mồ bình thường, bây giờ mình làm cho nó lớn lên, thì tưởng nó là cái báo hiếu, tưởng nó là cái tốt. Trong quá trình khi mà tôi có về cái vụ mà tìm mộ và thông qua mình biết được Phật pháp thì rõ ràng, mà quý vị đây chắc cũng giải đáp được câu hỏi này, là thực chất mà cuộc đời của chúng ta hôm nay mà hoặc là bất cứ người nào mà nó đang trải nghiệm hiện tại là do cái phước đức của nhiều nhiều kiếp trước, nếu không nói là vô lượng kiếp, nó mới hình thành được một cái giai đoạn hiện nay. Tôi thí dụ hôm nay là cả tỷ người hiện nay đang trôi lăn trong cuộc sống, thì quý vị hiện nay là một người đại phúc để trong đây ngồi hôm nay để mà nghe chia sẻ về tâm linh và niệm Phật, và nó quý vị quá phước luôn so với hàng tỷ người. Ra cái căn bản là chỗ đó, chứ không phải là do cái mồ cái mã hay là cái mã đẹp hay là cái mộ nó phát, cái căn bản là chỗ đó. Thành ra có lần khi mà cái vụ tìm mộ mà gia đình người ta làm mã đó, tư hướng người ta ăn chay niệm Phật thì có liệt sĩ vong hồn nói với tôi như thế này nè. Họ nói hồi đó đó anh tìm mộ cho tôi làm chi, bây giờ họ làm cho tôi cái mã to đùng, không biết ngày nào tôi ra được. Đối với họ bây giờ trở thành cái nhà giam rồi, mà cái mã càng lớn càng kiên cố bao nhiêu thì càng khó ra bấy nhiêu, thà cứ để như cái mã cho xanh cỏ có khi còn hay hơn. Có khi chỗ đó tôi còn dễ chui ra theo cái đường cung trung tôi ra cũng được.
bây giờ nó làm bê tông cuốn sắt, nó ém nhiều như thế là không biết ngày nào ra. Thay vì nó tốn như thế là cả mấy chục triệu nó làm cái mã đó, phải biết đâu nó lấy chỉ một phần thôi, không lấy hết, không lấy hết mấy chục triệu mà lấy một hai triệu thôi. Một phần cúng dường Tam Bảo, một phần giúp trẻ mồ côi, người tàn tật. Cái đó có phước gấp trăm lần mấy chục triệu đó. Cái phước nó lớn vô cùng, chứ không cần lấy hết mấy chục triệu ra làm. Thành ra nhiều cái đó là mình tốn tiền mà nó không có lợi ích. Nếu người ta không tu á, thì nó không những không lợi ích, nếu mà quá lắm á, thì lợi ích một phần ngàn, không tới nữa. Nhưng nếu mà mình trích một phần trong cái chỗ đó ra, tôi không nói lấy hết một vài chục triệu hay một trăm, có người làm mấy trăm triệu luôn á. Trích một phần cái đó ra đấy, để mà giúp đỡ người nghèo khổ, làm chuyện phước đức á, thì cái phước nó còn lớn gấp nhiều lần, gấp trăm lần mà để làm cái đó. Tôi bảo đảm luôn, nếu mà Đức Phật mà có đóng dấu cái tên chắc là đóng dấu nhiều lần. Thành ra hôm nay thì tôi cũng được một cái phước lớn là chùa của thầy mời tôi tới để mà được chia sẻ với quý vị đạo hữu, mà tôi nghĩ rằng chắc cũng là đại phước. Quý vị chắc nhiều kiếp trước cũng có tu dữ lắm, thì hôm nay mình mới ngồi hôm nay nhà tôi cũng được hưởng lây. Thì trong quá trình mà có chia sẻ gì như tôi đã nói đó, có cái điều gì mà nó sơ xuất mà quý vị không hài lòng, nghĩ thì ở đây có khi là mình nghe được, nhưng mà người khác người ta nghe nhiều cái người ta không hài lòng, thì tôi cũng xin là toàn bộ tất cả là thông cảm và từ bi hỷ xả cho tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn nhà ngoại cảm. Thì vừa rồi chúng ta lại được nghe thêm một cái nữa, cũng như là để cho chúng ta sáng thêm ra. Đấy, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải xây mồ to mả đẹp cho ông bà cha mẹ của mình, để mình thể hiện cái gì, cái tấm lòng hiếu thảo của mình hướng về ông bà tổ tiên của chúng ta. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe rất là rõ ràng, nhà ngoại cảm có xác quyết khẳng định rõ ràng rằng là mình xây mồ to mà đẹp bê tông cốt thép chỉ là giống như là một cái gì? Một cái tổ nhốt ông bà tổ tiên của chúng ta lại. Đấy, chúng ta nghe cho rõ ha. Thế cho nên là cách tốt nhất để mà chúng ta thể hiện cái gì? Cái lòng hiếu thảo của chúng ta hướng về ông bà tổ tiên của chúng ta. Cách tốt nhất chính là sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nên đem những cái vật chất mà mình có đó, đáng nghe mình xây mồ xây mả đẹp đó, rồi làm cái này cái kia, thì bây giờ mình làm sao? Mình đem cái tiền đó đi để mình làm gì? Mình làm từ thiện, mình làm các cái chuyện là bố thí giúp đỡ trẻ em lang thang mồ côi, không người già, không nơi nương tựa. Đồng bào của chúng ta rất nhiều nơi hiện nay đang bị thiên tai lũ lụt như vậy. Chúng ta đem những cái đó ra để chúng ta trang trải cái tình thương của mình đến những cái người đang đói khát, đau khổ đó. Thì đây chính là một việc làm tốt. Có thể nói là trước tiên chúng ta nói là tốt đời, tốt đời. Sau đó mình đem những cái công đức phúc lành này chúng ta hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Thì ông bà tổ tiên của chúng ta nhờ vào công đức phúc lần này mà siêu thoát, không còn làm thân của gì, ngạ quỷ, làm cô hồn nay chỗ này mai chỗ kia nữa, mà được siêu thoát về những cái cảnh giới an lành hơn. Nếu như mà nghiệp riêng hết thì sinh về các gì, cõi trời đấy, hoặc là đầu thai trở lại làm người. Tại sao chúng ta thương ông bà tổ tiên của chúng ta mà tại sao chúng ta không làm những cái việc như vậy, mà chúng ta lại cứ làm theo những cái hình thức, theo những cái cảm tính của mình? Thì hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng ta được nghe bác Nhã đây không những là một nhà ngoại cảm, mà bác còn là một nhà khoa học. Thì nhiều người cho rằng bác là có mê tín không quý vị? Nhà khoa học thì có mê tín không quý vị? Chắc là không bao giờ có cái chuyện đó, đúng không? Đó, mọi cái đều phải có lý có lẽ. Thì đây cũng là một cái vấn đề để giúp cho Phật tử chúng ta nhìn nhận lại những cái quan điểm, những cái hủ tục từ trước đến giờ mà chúng ta theo. Và ngày hôm nay ở đây mình được các nhà ngoại cảm giải tỏa cho mình những cái nghi ngờ, những cái thắc mắc về đời sống tâm linh đằng sau cái chết.
cũng như là mình đem những cái lời của nhà ngoại cảm chia sẻ với chúng ta, mình soi dọi vào dưới cái ánh sáng của Phật Pháp, làm để cho chúng ta có cái niềm tin đúng hơn về lời Đức Phật dạy, để chúng ta có thể làm thăng tiến cái bước đường tâm linh của chúng ta, cũng như là làm thăng tiến bước đường tâm linh của ông bà tổ tiên của chúng ta nữa. Khi chúng ta biết tu tập, khi chúng ta biết trải cái tâm từ của mình đến tất cả những người còn sống, rồi hướng cái tâm từ của mình về những người đã quá vãng đấy, thì khi mà cái mình tất cả chúng ta cùng một cái tần số tiếp xúc được với nhau, thì tất cả mọi người trong tâm tưởng đều được nhẹ nhàng, đều được an lạc. Thì lúc này làm sao? Mình gọi là gì? Âm siêu dương thới, có nghĩa là tất cả người sống đều rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và những người chết làm sao? Được thừa hưởng những cái gì? Cái năng lượng của tình thương như vậy. Và người ta làm sao? Tâm hồn người ta được nhẹ nhàng và người ta sẽ được siêu thoát. Thì đây là cái lợi ích lớn nhất mà Phật Pháp có thể đem lại, cống hiến cho chúng ta. Thì từ cái chỗ mà chúng ta nhận được cái lợi ích như vậy, cũng như là thông qua sự chia sẻ của nhà ngoại cảm hôm nay, thì quý thầy cũng mong rằng chúng ta là một người Phật tử. Chúng ta là một người Phật tử thì tất cả chúng ta đều phải gì? Đều mình phải đều thắp lên cái ngọn đuốc. Ngọn đuốc ở đây chính là ngọn đèn chánh pháp. Đấy, để chúng ta soi dọi vào những cái hành động, những cái việc làm của chúng ta hằng ngày. Đấy, chúng ta hướng cho mình đi đến một cái con đường tươi sáng ở phía trước. Sau khi chúng ta từ bỏ cái báo thân này, chúng ta sẽ đi về một cái thế giới tốt đẹp, an lành hơn. Chứ chúng ta làm sao không đi vào những cái thế giới hay là những cái cảnh giới đau khổ mà như nhà ngoại cảm vừa rồi có chia sẻ cho chúng ta, mà những người thân của chúng ta như ông bà hay là tổ tiên của chúng ta đang mắc kẹt vào trong những cái cảnh giới đau khổ đó. Đồng thời chúng ta cũng làm sao đem những cái công đức, cái sự tu hành của chúng ta này trải đến tất cả những người thân của chúng ta đã quá vãng, và cầu nguyện cho những người thân của chúng ta mau được siêu thoát về những cảnh giới an lành. Thì đây chính là cái gì? Chính là cái tâm hiếu thảo chân thành của người con Phật hướng về tổ tiên. Mình hướng về tổ tiên không phải là mình chỉ hướng cho ông bà tổ tiên của mình siêu thoát, mà mình hướng về tổ tiên là mình hướng cho ông bà mình siêu thoát. Đồng thời mình hướng đến cái chỗ gì? Mai này mình sẽ là những người siêu thoát, đi về những cảnh giới tốt đẹp. Đồng thời cái trách nhiệm của mình làm sao? Phải hướng con cháu của mình cũng phải đi theo cái con đường đó. Thì như vậy mình mới làm tròn bổn phận của một người con, một người cha, một người mẹ đối với gì? Ông bà tổ tiên, và đối với con cháu các thế hệ mai sau của chúng ta. Thì như vậy đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn ở trong những cái thế giới an lành, hạnh phúc mà không hề có đau khổ. Quý vị có muốn như vậy không? Muốn như vậy thì chúng ta phải làm y như Pháp, như những lời Đức Phật dạy, thì chúng ta mới được. Rồi còn muốn mà chúng ta không làm có được không quý vị? Chắc chắn là không được, đúng không? Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay cũng là một cái duyên lành, chúng ta về chùa Diên Quang tham dự khóa tu một ngày, cũng như là được nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã về đây chia sẻ về cái thế giới tâm linh đằng sau cái chết, cũng như giúp cho chúng ta sáng tỏ ra được một số điều mà xưa nay mình còn nghi ngờ, còn chưa được sáng tỏ, thì hôm nay chúng ta đã được sáng tỏ rồi. Thì về phía cá nhân quý thầy mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta đã nghe, đã hiểu, thì chúng ta cố gắng hành xử theo đúng tinh thần, cũng như là những gì nhà ngoại cảm đã chia sẻ cho chúng ta, và chúng ta lấy ánh sáng của Phật Pháp chúng ta chiếu rọi vào đó, để chúng ta có được những cái việc làm đúng chánh pháp, lợi mình lợi người. Như vậy sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại. Thì với những sự
chia sẻ của nhà ngoại cảm thì quý thầy cũng có mấy lời muốn nhắc nhở thêm, cũng như là tóm lại những cái ý mà nhà ngoại cảm muốn chia sẻ với chúng ta. Nếu như có cái gì mà chưa được đúng thì cũng rất mong toàn thể đại chúng chúng ta chỉ giáo thêm cho quý thầy, cũng như là chỉ giáo thêm cho nhà ngoại cảm, để chúng ta cùng làm sáng tỏ lên những cái vấn đề mà chúng ta còn thắc mắc, còn nghi ngờ trong cuộc sống của chúng ta, để đời sống tâm linh của chúng ta ngày một thăng hoa hơn. Thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 6 của chúng ta, thì quý thầy có mấy lời nhận xét cũng như là góp ý như vậy, thì mong toàn thể đại chúng có gì hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những lời nhận xét chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm Quán vừa rồi đã khép lại chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 6 lần này. Thay mặt ban tổ chức, chúng con nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Đức Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Riêng nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã thay mặt cho ban tổ chức gửi đến bác lời chúc sức khỏe, an lành và gia đình hạnh phúc bằng sự kiến tự như ý. Và chúng tôi cũng không quên những câu hỏi, những chia sẻ của toàn thể quý vị Phật tử gửi về cho chương trình. Mặc dù chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhưng vì do cái thời lượng của chương trình không đáp ứng được hết nhu cầu của quý vị. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn nhận được những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị để làm cho nghi vấn của quý vị ngày một sáng tỏ hơn. Chính vì vậy, thay mặt ban tổ chức kính chúc toàn thể quý vị an lạc, tinh tấn và ngày hôm nay đạt được nhiều thành tựu trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và giờ này chương trình đã khép lại. A Di Đà Phật. Đạo tràng an vui dạy mọi người tâm linh.